Cao tốc Cam lộ La Sơn, hai làn xe, chưa rõ quản lý theo phương án nào. Đoạn cao tốc Cam lộ La Sơn đi qua tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đi vào hoạt động hơn một năm. Đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông. Trên cao tốc này, hiện tồn tại không ít hạn chế tiềm ẩn tai nạn giao thông và khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn. Lái xe gặp ức chế trên cao tốc Cam lộ La Sơn. Cao tốc Cam lộ La Sơn dài 98,3 km nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế, được khánh thành ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đoạn cao tốc này có hai làn xe, mặt cắt ngang 12 mét và không có giải phân cách, chỉ có sơn phản quang. Một số đoạn vượt rộng 23 mét. Dự kiến về sau, tuyến đường sẽ mở rộng lên 4 làn. Từ khi đi vào sử dụng, nhiều xe ô tô chở khách chạy dịch vụ, xe ô tô tải đã chọn cao tốc này để lưu thông. Anh Nguyễn Khánh, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, làm nghề lái xe dịch vụ, thường xuyên chở khách đi Đà Nẵng nên thường di chuyển trên cung đường này. Theo anh Khánh, đi đường cao tốc sẽ tránh được các trạm thu phí trên quốc lộ 1, ít phải dừng lại vì sự kiểm tra của các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, lưu thông trên đường này cũng đối diện với một số khó khăn. Đầu tiên là cao tốc chỉ có hai làn, không có giải phân cách cứng. Thứ hai là hạn chế tốc độ chưa hợp lý. Anh Khánh dẫn chứng trên cao tốc, tốc độ cao nhất là 80 km/h, thấp nhất là 60 km/h. Nhiều đoạn cấm vượt chỉ có hai làn đường, nhưng nhiều xe container lưu thông với tốc độ rất thấp. Trên các xe ô tô 4 hoặc 7 chỗ phía sau phải di chuyển chậm chạp. Phải chạy một quãng đường dài với tốc độ chậm phía sau các xe container, nên nhiều xe chọn phương án vượt không đúng quy định, dễ phát sinh tai nạn, anh Khánh cho hay. Bên cạnh đó, trên cao tốc, nhiều đoạn chưa có sóng điện thoại, không có trạm dừng nghỉ, nên nếu gặp sự cố gì thì cũng khó xử lý. Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc vì vượt ẩu. Trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cao tốc Cam lộ La Sơn đón rất nhiều lượt xe từ các tỉnh thành và trên cao tốc này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn gây thiệt hại nghiêm trọng. Khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, ông Phan Đình Ca, 55 tuổi, trú tại tỉnh Kon Tum, điều khiển ô tô 7 chỗ chở ông Phan Đình Quy, 46 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa, cùng vợ và hai con ông Quy chạy trên cao tốc Cam lộ La Sơn hướng Nam Bắc. Khi vừa hết đoạn đường có 4 làn xe cho phép vượt, đoạn qua xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Ca điều khiển ô tô bất ngờ vượt phải, va vào xe container và lao sang làn ngược chiều, bị xe tải tông trúng. Vụ tai nạn khiến vợ và hai con của ông Quy không qua khỏi. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án. Trong năm 2023, khi các phương tiện đã lưu thông trên đoạn tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, khu quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đi kiểm tra hiện trường, báo cáo đánh giá phương án tổ chức giao thông ở đoạn cao tốc trên. Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy một số phương tiện, đặc biệt là xe tải nặng, không đáp ứng được tốc độ tối thiểu 60 km/h. Vì vậy, đoàn kiểm tra từng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam xem xét trong thời gian khai thác cao tốc phân kỳ, cần điều chỉnh giảm tốc độ tối thiểu cho tuyến đường. Hiện tại trên cao tốc Cam lộ La Sơn chỉ cho phép vượt xe tại đoạn 4 làn xe đủ điều kiện vượt và khoảng cách giữa các điểm vượt xe là khoảng 10 km. Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, cao tốc đã đưa vào hoạt động được hơn một năm. Trong thời gian từ khi đi vào hoạt động đến tháng 12 năm 2023, phương án tổ chức giao thông tạm thời. Đến năm 2024, hết thời gian tổ chức giao thông trên cao tốc theo phương án tạm thời. Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được thông báo về phương án tổ chức giao thông như thế nào. Chúng tôi có nghe nói đang nghiên cứu phương án tổ chức giao thông theo đường cấp 3 đồng bằng, nhưng sẽ cấm phương tiện xe thô sơ. Với phương án nào cũng cần thống nhất sớm để địa phương tổ chức tuyên truyền với người dân nắm rõ để đảm bảo an toàn giao thông, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho hay. Thưa quý vị, làng Diêm Phố với tên gọi xa xưa là của làng xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc của tỉnh Thanh Hóa hiện nay. Văn hóa đón xuân của người dân vùng biển Ngư Lộc có nhiều đặc trưng, thời gian nghỉ Tết kéo dài đến gần một tháng. Bài viết được đăng trên báo Giao thông. Theo ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngư Lộc, văn hóa đón xuân của người dân vùng biển Ngư Lộc có nhiều đặc trưng so với những địa phương khác. Chẳng hạn như thời gian nghỉ Tết kéo dài, người dân quan niệm kể cả qua rằm tháng giêng vẫn chưa phải hết Tết. Tuy nhiên thì đối với cán bộ công nhân viên chức vẫn phải đi làm theo đúng lịch đã quy định.
Tuy đây là phong tục truyền thống lâu đời của làng Diêm Phố, nhưng những người dân nơi đây vẫn chuẩn bị cho những chuyến đi biển với mong ước một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. Xã Ngư Lộc lâu nay vốn được biết đến là một xã không có đất canh tác nông nghiệp, diện tích đất ở toàn xã nhỏ nhất chỉ với 0,46 km², mà trong khi dân số là hơn 18.000 người nên là mật độ dân số lên tới là 36.000 người một km². Và chiếu theo số liệu điều tra dân số của năm 2019 thì mật độ cư dân sinh sống ở Ngư Lộc cao gấp 15 lần ở Hà Nội và 8,25 lần so với thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang một thông tin khác cũng rất đáng chú ý về giá cả nông sản trên báo Tiền Phong. Thưa quý vị, dù là sau Tết thì nhưng thị trường cam bù ở thủ phủ Hà Tĩnh thì vẫn nhộn nhịp cảnh mua bán. Năm nay cam được giá nên là người nông dân phấn khởi bán hàng lấy lộc đầu xuân. Thời điểm này, các vựa cam bù huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh đang vào vụ thu hoạch. Tại các con đường vào các xã ở Kim Hoa, Sơn Trường, người dân cắt và đưa cam ra đường để bán. Toàn huyện hiện có hơn 1.100 hectare cam bù, trong đó 820 hectare đã cho thu hoạch. Mùa cam năm nay, bà con trên địa bàn ước thu về hơn 12.000 tấn quả. Năm nay, cam giá cao hơn so với những năm trước. Hiện thì giá cam giao động từ 30 đến 60.000 đồng 1 kg. Thời điểm trong Tết, giá cam đẹp nhất trên 70.000 đồng 1 kg. Người dân tận dụng thời điểm sau Tết để bán cam nhằm kiếm thêm thu nhập và giá cả cao hơn so với những ngày thường. Thưa quý vị, vịt cổ lũng là đặc sản mà du khách không thể bỏ qua khi tới du lịch Pù Luông ở Thanh Hóa. Giống vịt quý hiếm này trước dùng để tiến vua, nay được nhiều người lùng mua về để thưởng thức dù giá ngang ngửa với gà ta thả vườn. Giống vịt này mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương, trên trang Gia đình và Xã hội đưa tin. Khu vực vịt cổ lũng sinh sống nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông giữa các dãy núi Nậm Bá, Nậm Mười, Pha Lé, Pù Luông. Khí hậu quanh năm mát mẻ, cùng với đó là các con suối, nước trong xanh sạch sẽ, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú như ốc suối, cá nhỏ, tôm tép. Vì thế, vịt cổ lũng cũng được xem là có hương vị đặc trưng không thể lẫn với bất kỳ loài vịt nào. Giống vịt này khi chế biến nổi tiếng thơm ngon thì chắc ngọt, thơm, ít mỡ, hương vị đặc trưng. Giống vịt thuần ở đây hoàn toàn không có mùi hôi, khi luộc dù không cho bất kỳ một loại gia vị, vịt vẫn thơm ngon. Giá vịt cổ lũng bán ra thị trường tương đối đắt, dao động từ 100 đến 120.000 đồng một kg, thậm chí có thời điểm lên tới 150.000 đồng một kg. Mức giá này ngang ngửa với giá gà ta thả vườn. Thưa quý vị, chuẩn bị Tết, đi chúc Tết, những bữa ăn không đúng giờ, thức khuya, nạp nhiều thực phẩm, là những món ăn nhiều chất béo rồi là nhiều đường, làm nhiều người cảm thấy nặng nề và uể oải, cũng như là khó bắt tay vào công việc sau Tết. Thông tin có trên báo Tuổi Trẻ. Để lấy lại năng lượng và tinh thần làm việc sau Tết, theo lời khuyên của chuyên gia, sau 45 phút làm việc cần phải tập thể dục từ mắt đến tay chân, cụ thể là nhắm mắt 10 giây, sau đó thì lại mở mắt ra, tập nhiều lần như vậy, sau đó đi lại và tập các động tác thể dục. Ngoài ra nên uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế chất béo, các thực phẩm nhiều đường, ngủ sớm và nên dành thời gian tập luyện trở lại. 1-2 ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết dài sẽ cảm thấy mệt mỏi nhất lúc đầu giờ chiều. Do vậy, bữa ăn trưa cũng không nên ăn quá no, tranh thủ ăn trưa xong nên nằm nghỉ chợp mắt từ 5 đến 10 phút để có thể phục hồi nhịp sinh học. Quý vị, là những năm gần đây sau dịp Tết Nguyên đán thì người dân thủ đô lại có thú vui là cắm hoa lê để trang trí ở trong nhà. Chúng ta có thể đi dọc những tuyến đường như Lạc Long Quân ở quận Tây Hồ, Hà Nội thì có thể thấy rằng là hàng nghìn cành hoa lê đã được vận chuyển từ các tỉnh như là Lai Châu, Sơn La, Lào Cai hay là Lạng Sơn để phục vụ cho nhu cầu của người dân thủ đô. Và cũng xin được chia sẻ thêm với chị Tú Anh cũng như là quý vị khán giả, một cành lê thì có thể nở hoa cho đến tận hết tháng 2 âm lịch đấy ạ. Vì vậy mà nhiều người thì lựa chọn cái loại hoa này để níu giữ Tết cũng như là níu giữ mùa xuân, cùng mang vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo thì như là hoa đào, hoa mận trên núi rừng Tây Bắc. Hoa lê nở muộn thế nhưng lại được những thương lái buôn chuyển về phố bán cho những người yêu hoa thưởng thức sau Tết. Người yêu thích chơi hoa lê không chỉ bởi sắc trắng tinh khiết của loài hoa này mà còn bởi loài hoa này mang lại nhiều ý nghĩa. Hoa lê được biết đến là loài hoa mang đến sự bình yên cho mọi người trong gia đình. Nhiều người quan niệm cắm hoa lê trên bàn thờ là cách để thể hiện sự hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên. Một người bán hoa lê cho biết những cành hoa lê nhỏ được bán với giá từ 100.000 đồng, còn những cành to, dáng độc lạ, thân rêu, cây nhiều nụ, có quả được bán với giá cao có thể lên đến hàng chục triệu đồng một cành. Phần lớn những cành lê cao từ 1,5 đến 3 mét có giá dao động từ 150.000 đến 900.000 đồng một cành. Những cành lê cổ từ vài chục năm tuổi giá khoảng 1 đến 5 triệu đồng một cành, tùy vào hoa và dáng thế mỗi cành. Để cành hoa được tươi, không bị héo, người bán phải cắm cành hoa lê vào các xô hoặc chậu đựng đầy nước. Do cấp độ bền lâu hơn so với hoa đào hay mai, lê có thể chơi được khoảng 2 tháng. Cứ đợt hoa này nối tiếp đợt kia, nên vài năm lại đây, loại hoa này ngày càng được nhiều người ưa chuộng.
Theo chia sẻ của một đầu mối chuyên hoa lê rừng thì ngay từ cuối tháng 9, các thương lái đã phải đi săn lùng cây ở khắp các bản làng ở phía khu vực Tây Bắc. Và các địa điểm mà thương lái hay lui tới thường là Cao Bằng, Lai Châu hay là Lạng Sơn. Hoa ở vùng này cũng khá là đẹp, bông to, cánh tròn, mỏng và xếp dây thành từng lớp. Thông thường thì các cành lê sẽ có chiều cao từ 1,5m cho tới khoảng 3m, thế nên là khâu vận chuyển về Hà Nội cũng khá là khó khăn. Họ sẽ phải dùng đến những loại dây cước nhỏ phải quấn quanh thân cây để tránh cái tình trạng là va đập hay là làm thế nào để có thể làm gọn được diện tích. Những năm gần đây thì loại hoa rừng đặc biệt này đã thu hút rất là nhiều khách, và nhất là thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán ạ. Và ở vùng núi cao thì hoa lê thì sẽ luôn có cái cánh to này, dày và rất là tràn căng nữa. Thậm chí là những cái cành lê thì còn có nhiều dáng thế đẹp cơ, cổ kính lâu năm cũng có ạ. Cây mà càng già thì thân sẽ lại càng xù xì và rêu mốc, và nhiều nụ hoa, nhiều lộc lá thì lại có giá càng cao. Màu trắng tinh khiết của hoa lê thì mang vẻ đẹp của núi rừng, nhẹ nhàng, thế nhưng cũng rất là đơn sơ và trang trọng nữa. Nhiều người quan niệm là cắm hoa lê trên ban thờ để thể hiện sự hiếu thảo của con cháu với tổ tiên, biểu tượng cho chữ hiếu. Vì vậy mà loài hoa này thích hợp để thắp hương này, đi lễ này và mang biếu tặng nữa. Không những vậy thì hoa lê cũng có mùi rất là thơm, thơm nhẹ nhàng thôi quý vị, giúp cho chúng ta có tinh thần của người sở hữu thoải mái hơn, vui vẻ hơn và hỗ trợ an thần cũng như là có một cái giấc ngủ sâu hơn đấy ạ. Vâng, và khi mà chăm sóc hoa lê thì cũng cần phải lưu ý một chút, đó là tìm những nơi mà sẽ có nhiều ánh sáng tự nhiên. Như vậy thì cây và hoa cũng sẽ phát triển được nhanh hơn, kết được nhiều hoa hơn, nhiều quả hơn. Không nên là tưới quá nhiều nước để tránh tình trạng là ngập úng hay là bị thối ở phần gốc. Và chúng ta thì cũng nên chọn là trồng sao cho phù hợp và trồng cây đúng vào mùa sinh trưởng để mang lại những hiệu quả tốt nhất, và chúng ta cũng sẽ lưu giữ được hoa và cây được lâu nhất ạ. Vâng, và những hình ảnh vừa rồi cũng như là những lưu ý khi mà chúng ta cắm hoa lê ở trong nhà thì cũng thay cho lời chào của Tú Anh và Ngọc Trâm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.